Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nhung Nara Cuộc Sống Trung Quốc. Đang ở ngoài ruộng dưa mà nghe ba chồng điện là có ông thợ lát gạch ông đến rồi nè, nên là kêu em về xem thử như thế nào. Vừa đi vừa nghĩ bụng, tôi là tôi đợi ông lâu lắm rồi đó nghe. Cuối cùng ngày hôm nay ông cũng chịu tới rồi đó. Đợi mà ta nói mòn mỏi luôn đó cả nhà. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lát có mấy viên gạch mà ông hẹn từ năm ngoái tới năm nay, bây giờ ông mới đến luôn á. Mà hôm bữa em thấy đợi lâu quá, em cũng có đi kêu thợ khác rồi. Nhưng mà ở thợ người ta đến á, thì ba mẹ chồng em lại không chịu. Lại cứ bắt nhất nhất là phải ông này làm thôi chứ không cho người khác làm. Các em nghĩ em tức ghê, tại vì hôm đó em không có ở nhà. Nên là người ta đến, ba mẹ chồng em không cho ta làm, ta về rồi. Em hỏi sao mà không để cho người ta làm đi, mà cứ đợi ông này làm gì, đợi hoài, ông hẹn từ năm ngoái. Mà mãi ông không có chịu tới làm á, nên là con mới đi tìm thợ chứ. Mà ba mẹ chồng em bảo là đợi ông thêm mấy hôm đi, tại vì ông này ông làm quen nhà mình, với lại là làm giá rẻ hơn. Nên vậy đó, là cứ đợi vậy đó, đợi đến hôm nay luôn nè. Đợi mà chán không buồn nói luôn á. Bây giờ mà lát nền đó là phải lát bằng với cái nền phòng khách ở bên trong á cả nhà. Mà ông thợ ông đo xong ông bảo là cái nền này hơi cao nên là phải đào bớt cái phần đất này đi. Để lát rồi còn thêm xi, thêm gạch nữa nó sẽ cao hơn nữa. Nên là kêu em tưới nước. Rồi mình để cho đất nó mềm ra mình đào bớt này cả nhà. Nó có mảnh đầm ban. À, quản lý miên khai. Chờ mãi cũng tới ngày mấy cái thùng gạch này được mở phong ấn nè. Vừa tò mò vừa hồi hộp nữa, không biết là khi mình lát xuống nền thì nó sẽ như thế nào, có phù hợp với nhà không nữa. Tại đợt em đi xuống dưới cái bảo tàng của Hoa Mẫu Đơn dưới Lạc Dương á, người ta lát cái gạch nền bằng cả nguyên cái viện bảo tàng, người ta lát bằng cái màu này luôn á cả nhà. Màu xám xám như vậy nè. Mà kiểu như là không có quá tối cũng không có quá sáng á, nên là em cảm thấy nó khá là đẹp. Nên là khi đi mua gạch là em chốt luôn cái màu này á. Nhưng mà không biết là như thế nào đây. Bây giờ là ông chú nào ông lấy trước một tấm kiểu như là để làm đo cả nhà, làm mốc chuẩn á. Cái không gian chỗ này á thì ngang là cũng được 4 viên 80, mà dài cũng 4 viên 80 á, là khoảng 3m2 ha cả nhà. Nói chung thì cũng không có rộng lắm mà cũng không có nhỏ lắm. Như mấy nhà hàng xóm á thì người ta xây cái phòng chỗ mẹ chồng em ngủ á, cái phòng đó thì người ta sẽ xây bằng với cái phòng khách thôi, nhưng mà nhà chồng em thì hồi đó không có dự tính là sẽ xây thêm cái lầu 2 ở trên đó cả nhà, là chỉ xây một lầu thôi. Rồi nên là mới xây cái phòng bên đó nó rộng ra, là để sau này chồng em có lấy vợ thì sẽ ở cái phòng đó.
Nhưng mà ai ngờ là sau này qua vài năm sau á, thì nhà cũng có thêm chút kinh tế á, xong bắt đầu là xây thêm cái lầu 2 cho nó thoải mái. Cho nên là giờ cái phòng ở dưới này á, là nó rộng nên nó chiếm cái vị trí nhiều hơn vậy đó. Chứ nếu cái phòng bên này mà nó không có chiếm hết lên một khoảng nữa thì cái không gian mà để lát gạch này sẽ rộng hơn. Nhưng mà cũng không sao, bây giờ lát nhiêu đây thì em đang suy tính là 3m2 như vậy á, thì mua một cái bộ bàn ghế nhỏ nhỏ để ngồi đây ăn cơm. Nhưng mà khi nào mà kiểu như mình không có xài đến á, thì mình có thể xếp nó lại gọn được. Em nghĩ là bây giờ chưa có lát gạch á, mình nhìn nó sẽ hơi chật chội một xíu, nhưng mà khi mà lát gạch lên á, thì nhìn nó sẽ rộng hơn á cả nhà. Nhìn cái không gian nó sẽ sáng hơn á. Lát được vô đây rồi nè. Tao sao ủa nướng theo quá mà ra liền. Lát chúng đi bản sang nó có lối thi dấu điện co là tầm 3. Hả? Nó dù dù nó có thể có. Nó tầm 3. Có khuyên lại khá xéo xéo nhưng khá là nó hợp đoạn. Khá là đúng chỉ chắc khá là phong bóng mà quay sọ lại, khuyên nhau. Nó cần xéo xéo tả đúng không? Quên tha tầm bao nhau. Nó thật quý lẽ. Tự nhiên á, em không có biết á. Đi lên lầu từ nãy giờ, giờ xuống cái tự nhiên thấy lát gạch sao mà chừa nguyên một khúc ở ngay chỗ cầu thang á cả nhà. Có nghĩa là ống lát này nó bị thấp hơn so với cái dấu cũ á, nên thành ra là cái bậc thang đầu tiên mà đi lên cầu thang lên lầu 2 á thì nó sẽ bị thiếu một khúc này cả nhà. Nhìn thấy kỳ cục không? Mà ông bà chồng em bảo thôi đợi chồng con về rồi kêu nó nghĩ cách nó hàn một cái cầu thang phụ ngay chỗ đó nữa chứ. Mà em thấy trời ơi sao mà lạ lùng vậy, lát gạch gì kỳ vậy. Mà cái phía trên chỗ này nè, cái trên mà chỗ ông đang ngồi á, là phần đó ông lát cũng bị nghiêng nha, kiểu như là không có bằng á cả nhà. Sao thợ lát gạch mà tính toán kỳ cục quá ta, nãy giờ không để ý luôn á, giờ xuống mới thấy nè. Nên là chút xíu rồi em sẽ điện cho chồng em nói, chứ không là không được rồi, để vậy mất thẩm mỹ quá chừng luôn kìa. Má này bút tay mò rồi à? Ờ. Nay mưa chứ. Thả tổ là mình sao sẽ lấy. Nó bất sợ ra nó dạng thu ấy. Nó thu bất đi cầu. Xeo xeo phí thì cháu kênh nào gối lì phụ phim của chúng. Nó nó thiên tiên thủ răng răng là. Nó răng là ra xeo xeo ta đi ăn hả phí cháu nào. Chứ chứ mà cháu xong. Ủa xua là quên xeo xeo. May mà em xuống đúng lúc ông mới lát được có mấy tấm gạch á. Em gọi cho chồng em liền. Chồng em điện cho ông ba nói là không có được như vậy. Với lại bắt cái ông đó là phải làm cho bằng nền, chứ làm cái gì mà hụt của người ta một khúc. Xong cái nhìn nó kỳ cục lắm. Ông là chuyên gạch lát gạch mà ông lại làm ăn kiểu đó, chán đời ghê không. May mà điện cho chồng em kịp á, chứ không lại toang. Tại chiều giờ á, là em đi công chuyện á, em đi xuống dưới trung tâm dưới kia để hỏi về cái chuyện của Ginh á, cho nên là em không có ở nhà. Em điện cho chồng em xong cái là em đi luôn, đến giờ em mới về. Thì ông ba bảo là bây giờ chồng em bắt tháo gạch ra, đắp đất lên cho nó cao bằng đi rồi mới làm. Cho nên là ông đó đi về rồi. Bây giờ ba mẹ chồng em ở nhà phải đi đẩy đất để đắp lên nè. Bởi vậy sao lúc sáng á, thì ông bảo là cao quá, xúc bớt đất đi. Tức ghê á. Xúc đem đi đổ đã đời, xong bây giờ cuối cùng cái nền bị thấp quá, thấp hụt lấy một khúc luôn. Nên bây giờ là phải đi xúc đất đổ lên cho đầy này cả nhà. Mà giờ trời lại đổ mưa chứ, nên là phải đợi một lát nó mưa tạnh nó mới đi xúc đất được nè. Nó cái ông thợ đó ông báo thiệt sự luôn á.清明节没事，他们不休息。啊，不休息。啊，他跟我说了，明天带来吧。
Em mới đi dưới khu vực này cả nhà, giờ mưa đi nè. Đi xuống dưới cái chỗ trung tâm điều trị cho mấy đứa nhỏ mà kiểu như là nó không có chịu nói chuyện á. Đến tuổi mà nó không chịu nói rồi, kiểu như là nó hay mặc kệ người ta đó. Kiểu như là vậy. Không biết là nếu như bên vậy đó, cái trường hợp Nguyên vậy không có chịu nói chuyện. Nên là bây giờ là phải đem xuống dưới trung tâm nó coi thử như nào. Giờ em hôm nay mới chạy xuống xong, thì bác sĩ dưới đó bảo là ngày mai đem cháu xuống đi cho người ta khám trực tiếp. Thì chẳng qua là em hôm nay cho game nó đi lớp, nên là chiều em tranh thủ chạy xuống hỏi thăm thử, với lại coi thử cái nơi đó như thế nào á. Nó giống như là cái bệnh viện vậy đó. Nên là cái chỗ đó người ta cũng nhiều nhiều con nít, cũng nhiều con nít đang điều trị ở đó lắm cả nhà. Nó thời buổi này sao mà nhiều đứa nó bị vậy. Vinh đang nói chuyện là thằng con nó trong xóm cũng có một đứa nít vậy, nó bị vậy nhưng mà nó nặng, nó không nói chuyện, nó không, nói chung là kêu nó cũng không thèm trả lời luôn cơ. Còn Vinh là nhà em mà kêu nó nhiều, nó còn, nó không trả lời, nhưng mà nó còn biết là mình kêu nó còn quay đầu lại, nó nhìn mình hoặc là nó đi theo mình. Còn nhà đó là nó không ấy luôn, nhưng mà điều trị một thời gian là giờ đi học bình thường rồi đó, cho nên là tính là giờ ngày mai nếu mà sáng không có mưa em chở Vinh đi sớm xuống coi như thế nào, khám coi như thế nào, bác sĩ người ta điều trị như thế nào cả nhà. Đó là nói chung là cũng không phải là ấy gì, mà nhưng mà tại vì giờ nó đi học nó không có hòa nhập được nên là cũng khó, nên là phải đi thôi. Cái 他说你现在你来学校你他就不乱跑，他听不听话，他自由啊，他想干嘛他干，然后他管不了，他说现在小孩子又越来越多了，他管不了，然后他说你在家你教教他吧，他就说这样子。好些的学生就跟咱都一样，去学以后凡是该学校老师教的东西到家家长最好不要辅导，你按照他那老师教他的思路你行自己行干。嗯，因为啥？你大人教这个，跟老师教的根本就不一样。对呀、啊，然后我就感觉在家里教也没用，你是要给他去学才行。Đáng lẽ là nhà trường nói là cho Vinh học hết tuần này để xem biểu hiện như thế nào á. Nhưng mà ngày hôm nay á, lúc trưa em đi đón Vinh á, là cô giáo nói á, là không có muốn cho Vinh đến lớp nữa. Tại bảo là giờ Vinh nó chưa có chịu nghe lời, với nói chuyện với nó kiểu như là không có trả lời, với lại cũng không có phản hồi gì với cô giáo hết á. Nói chung là lâu lâu mới có một ít thôi. Nói chung là em thấy lúc đi học em dẫn nó lên em rất là ngoan luôn, nhưng mà không biết sao cô giáo nói vậy. Và nói là ở trên lớp á, thì nó không có chịu ngồi chung với các bạn để mà học bài á, nghe cô giáo giảng bài, mà nó chạy loạn xạ hết à. Nó thích làm gì nó làm, nó không có theo ý cô giáo, nó theo ý mình hết. Mà em không biết á, là ngày mai là Tết Thanh Minh á, là ở đây người ta sẽ được nghỉ hết tuần này luôn. Cho nên là thời hạn Vinh ở trên lớp là hôm nay là ngày cuối cùng luôn rồi. Nên là bây giờ em phải nghĩ cách để dạy cho Vinh, chứ bây giờ mà cho nó ở nhà mình tự dạy á, là không thể được. Tại vì cái cách mình dạy á, với cô giáo dạy nó khác nhau lắm cả nhà. Nên là em phải tìm cách để cho Vinh đi học tiếp, chứ em không thể để Vinh ở nhà mãi được. Em sợ càng ở nhà á, thì nó sẽ càng lầm lì, nó sẽ càng ít nói, nó sẽ càng không chịu nói hơn. Mà giờ nhà trường người ta không muốn cho Vinh đi lớp, sợ ảnh hưởng tới các bạn khác á. Nên là bây giờ em phải nghĩ cách khác này cả nhà. Đây, cái nhà này có đứa con nít bị kiểu không chịu nói chuyện á.就是跟那个那不是报家呀，非要报家呀，就是跟那个医院大长嘛，大长那家大长期的就该拿留，就是那，就是这个那里头，就该拿留，就是那里，他不给人沟通，你咋知道是咋的？啊，老师不让他上学了，然后叫在家里去教他，教他说他不理人啊，不是我不教，他不说啊，他不说啊，他不说啊，他不说啊，他那能在也是不说，那缺的，这几天上学他还回来愿意说了一点，对对，慢慢都说了，不是不过也一这让他不干家，啊，人家不给他家了，那怎么办？那我就没办法了，这让他不动，啊，就是嘛，他刚来一个星期多就不想他让他在那了，那
当时都去了三年。哈，三年。俺那会小伙他主要他是我。Mẹ chồng em lên đây hỏi nhà ông chú này á, là ngày trước là đem cháu đi điều trị ở chỗ nào á, có đúng cái chỗ mà em vừa mới đi không á cả nhà? Tại vì nhà này điều trị cháu đến giờ là nó nói chuyện, nó hòa nhập được với mọi người rồi á, mà nghe nói là phải mất hơn 3 năm á, em mất hồn luôn. Nhưng mà thằng nhóc nhà này á, là như kiểu là nó bị tự kỷ luôn rồi, nó không có nói chuyện với ai, rồi ai kêu nó cũng làm thinh, nói chung là nó không mở miệng nói chuyện một câu nào luôn. Còn người nhà em thì khác, người nhà em thì nói chuyện được, nhưng mà chỉ là giống như là nó chưa có hiểu được tiếng Trung nhiều, hoặc là nó chưa có giao tiếp nhiều với mọi người á, thành ra là bây giờ nó bị chậm thôi, chứ không phải là nó như cái thằng nhà này là bị tự kỷ đâu cả nhà. Nên nhà em là chỉ là tiếng Trung nó không có giỏi, nên là thành ra là nói với nó chưa có ấy được thôi. Rồi còn như tiếng Anh, tiếng này kia nó nói vèo vèo vèo, nó hát với va với von á, chứ đâu phải là nó không biết nói đâu. Nhưng mà em nghĩ là cũng phải nên đưa nó đi để một kèm một á, để cho cô giáo dạy một kèm một cho nó, để cho nó nhanh tiến bộ, nó nhanh giao tiếp được bằng tiếng Trung á cả nhà. Để cho nó đi học, chứ bây giờ là 3 tuổi hơn, gần 4 tuổi đến nơi rồi. Mà em sợ là để một thời gian nữa là nó sẽ bị chậm lại hơn á, nó sẽ bị mất cân bằng với lại cái cuộc sống hiện tại, mất cân bằng với những cái bạn mà đồng trang lứa với nó á cả nhà. Nếu mà để ở nhà tự dạy á, là mình không thể dạy cho cháu được một cách hoàn hảo được, cho nên là chỉ có khi là mình phải đem đi chuyên gia, người ta có cái cách dạy riêng của chuyên gia, nó sẽ nhanh tiến bộ hơn. Với lại đằng nào á, bây giờ nhà trường người ta cũng không có cho Gân đi lớp lại á, người ta bảo là bây giờ mà không nghĩ cách là người ta cũng không cho đi lớp đâu. Tại vì giờ lên lớp mà Gân nó kiểu một mình nó một kiểu vậy đó. Mà cô giáo lúc đầu bảo là học sinh ít nên là cô giáo có thể kèm được, mà tự nhiên dạo này vô đâu á thấy 5-6 đứa nữa, thành ra lớp dạo này đông lên á, nên là cô giáo không có quản hết được, nên là mới bảo em là đem Vinh về nghỉ cách đó. Cho nên là bây giờ em phải vậy thôi cả nhà ơi. Lên hỏi nhà này coi là người ta có đi có khám đúng cái chỗ đó không á cả nhà. Tại vì nhà này điều trị giờ khỏi á, cái thằng nhỏ đó nó không có chịu nói chuyện luôn ý. Nó ghin là có nói, nhưng mà kiểu như là không có giỏi tiếng, hay là nhiều khi nó không có hiểu á cả nhà, cho nên nó mới như vậy. Nhưng mà nhiều khi nó vẫn nói chuyện mà đọc sách nó vẫn ấy, cho nên là em mới đang tính là chắc có khi là phải đem nó đi, nhưng mà không biết là người ta điều trị bao lâu. Cái này chắc sáng mai là Tết Thanh Minh, mai tụi nhỏ nó được nghỉ Tết Thanh Minh là em đem nó xuống dưới đó coi như thế nào. Rầu quá đi mất thôi, bây giờ mà không cho nó đi là nó sẽ đi chậm nữa, nó chậm nữa là càng khó nữa cả nhà. Giờ bạn học nó không có hòa nhập được, giờ 3 tuổi mấy gần 4 tuổi rồi. Bà mẹ chồng đi đẩy đất thêm, cắt nền. Bây giờ là đắp thêm hai cái viên gạch lên trên cái phần bậc thang á cả nhà, là nó sẽ cao bằng cái phần nền ở bên trong luôn á. Trời ơi, thấy chưa, đo lại là thấy cao thêm hai viên gạch nữa. Mà trong khi lúc sáng ông có để dậy luôn ông đắp, mà còn cào đất bớt đi nữa chứ. Bây giờ là chỉ có cách là bây giờ đắp cho cái chỗ này cao lên, xong bắt đầu cái bậc thang ở dưới này nè, đến khi mà lát gạch xong á thì cái bậc thang cũng sẽ chỉnh lên một khất nữa cả nhà, cho nó đều á. Như vậy thì nền nó mới bằng với lại cái phần bậc thang lên cầu thang lên lầu 2 thì nó cũng sẽ vừa tầm, chứ nó không có bị cao quá, cũng không có bị thấp quá. Tại ngày trước lát cái nền xi măng là lát cái nền xi măng không có bằng cả nhà, nó bị chỗ cao chỗ thấp, nên bây giờ lát gạch men thì nó phải khác, nó phải bằng chứ không là nó bấp bênh lắm. Vậy mà lúc sáng em hỏi thì ông đó bảo là đo bằng rồi, kêu mình xúc đất bỏ đi bớt nữa chứ. Giờ nghĩ lại tức ghê. Đáng lẽ trong ngày là lát xong mà cuối cùng bây giờ là phải tháo ra làm lại từ đầu nè, mất uổng mất một ngày luôn á, không làm được cái gì. Ông thợ ông báo thiệt sự luôn. Video hôm nay của em tạm dừng ở đây vậy. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu mến và đồng hành cùng em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video ngày mai nhé. Bye bye.